Em xin chào cô chú và các anh chị, em tên là Duy. Hiện tại em đang đứng ở đây là xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay em có một căn nhà chủ mới gửi em luôn, em đang vô quay luôn. Thì đứng trên con đường này là đường ấp dầu nha cô chú anh chị. Thì vị trí căn nhà của mình á, là thì cách đường lớn này, cái đường này chắc khoảng 8 mét đó cô chú anh chị. Mình sẽ đi vô một con đường đan nha. Mà từ con đường này mình vô con đường đan tới nhà mình chỉ khoảng là 80 mét thôi. Thì ở đây mình sẽ ra chợ Bến Kim là khoảng là 3 km, và ngã ba Đông Hòa chỉ khoảng 3 km. Thành phố Hồ Chí Minh á, cô chú anh chị về đây á, chỉ mất là 65 km thôi. Ở đây là con đường ấp dầu nha, đường đan rất là rộng luôn. Thì ở đây ra chừng khoảng 600 mét thôi là mình có con đường tỉnh lộ 876 rồi đó. Sau đó mình rẽ trái là về chợ Vĩnh Kim, rẽ phải là ra ngã ba Đông Hòa, thì chỉ khoảng là 3 km nha. Thì căn nhà của mình sẽ đi vô con đường đan này, chắc em nghĩ chắc cũng khoảng 1,5 m thôi. Mà mình đi vô chừng là 80 mét thôi, cũng gần nha. Thì em có một căn giường ở nhà vườn ở đó. Thì ở đây người ta làm giường rất là nhiều, nên khí hậu đây rất là mát mẻ nha, thích hợp cô chú anh chị nào lớn tuổi mình về đây mình sinh sống nha. Và nhà của mình á, sẽ quay về hướng Tây nha cô chú anh chị. Đây, đây ta làm giường nè, rất là mát nha. Đây bán kính chỉ có 1 km thôi. Thì mình có chợ Đông Hòa, ủy ban nhân dân xã, điện máy xanh, đầy đủ các tiện nghi nha, đầy đủ hết. Thì căn nhà của mình là gia chủ sẽ tặng là full nội thất cho mình luôn, máy giặt, máy lạnh, máy nước nóng đồ chủ tặng hết cho mình luôn. Đây giờ tới căn nhà của mình rồi, chừng 80 mét thôi. Thì cái nhà mình tới nha cô chú anh chị. Thì cái ganh nhà mình là có ở đây, mấy tay anh chị đi qua bên đó là 8 mét nha, và sâu vô là 33 mét luôn. Ganh này tới đây, chủ cũng làm hàng rào hết rồi. Đường thì đường có hiển thị tên sổ luôn. Đây, cái nhà của mình đây. Có cái sân trước ở đây nha, chủ tổng cũng có tổng kiểm. Đây mình có cái hành lang nữa không ở đây, chủ cũng ốp gạch lên rất là cao. Cái này cô mới lót gạch sao lại phải không cô? Đây, cô cũng mới làm lại đây. Đây có cái hành lang sau, sau có cái ao nuôi cá. Ngang là 8 mà sâu vô 33, tổng cộng mình có khoảng 200 mấy m² rồi cô chú anh chị. Thì đất mình nó có xe hơi tấp hậu nhẹ một chút xíu nha. Đây, anh lên đây có cái hành lang đây luôn, chủ ốp gạch này. Rất là cao không hiểu không. Thì chủ sẽ tặng full nội thất cho mình nha, bàn, ghế, tủ thờ, có cái tủ đồ đây luôn, là chủ tặng là hết cho mình luôn. Thì chủ cũng đã dán gạch đóng tận phong cho mình rất sạch sẽ nha. Ở đây mình có một cái phòng ngủ ở đây, thì có máy lạnh luôn, truyền hình tivi đầy đủ nha, chủ tặng hết luôn nha. Có phòng vệ sinh đây luôn, đây đây có phòng vệ sinh nha, có tặng luôn cho mình cái máy này luôn, máy nước nóng này nè cô chú anh chị. Chủ đi là đi ra tay không nha, còn đồ đạc ở trong nhà thì chủ sẽ để lại hết. Đây cái tủ lạnh này về chủ nói chủ mới mua luôn, cao nhồng luôn nè. Tủ này chắc khoảng là 300 mấy lít luôn. Mở cửa một con đi con, đi ra lộ con quay. Ở đây thì bếp, đây là mình có cái bếp riêng đây, ủ gạch rồi. Và giá chủ kêu là 1 tỷ 100 triệu nha. Thì giá này là còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị, mình gặp chính chủ mình thương lượng về giá nha. Thôi khỏi khỏi rồi.
quay sau nha. Rồi đây, tặng cho mình cái máy giặt luôn nè. Ghế bạn thì tặng hết, đi là đi thôi, mình không á. Mình không. Đây có cái nhà sau đây. Có tặng cá không? Cá ở đây cô nuôi cá gì ạ? Nhiều không? Rồi chủ tặng cho đìa cá là tượng luôn. Dạ. Đây cái đìa đây cái này. Thì cái nhà này nó sẽ hẹp hậu gần 1 mét nha. Em thấy tên sổ nó hẹp hậu gần 1 mét nhưng em thấy ở đây cũng rất là rộng. Thì đây cái đuôi đất của mình ở đây. Thì có hàng rào dắp vòng nhà luôn rồi. Thì có cô này chỉ có đưa cho con đưa cho mình cái một cái sổ là cái mặt hình đất thôi, chưa có hình tổng. Thì hiện trạng đất của mình là vẫn còn cây lâu năm. Nhưng khoảng em tính ra thì 8 sâu vô 33 thì hẹp hậu gần 1 mét đi. Là nó tầm nằm khoảng là 230 mấy mét vuông đó cô chú anh chị. Nằm tầm khoảng đó nha. Tại vì sổ thì chú cô chụp hình qua cái sổ không có ở đây. Đưa cái hình đất thôi, hình sổ đất thôi. Thì cô nói vậy thì em sẽ phỏng là khoảng là 230 mấy 40 mét à, 200 mấy mét vuông. Hẹp hậu gần mét. Nhưng thấy đất nó cũng vuông vức à. Không hẹp dữ. Thì video của em đã đến hết rồi, nếu coi chú anh chị nào quan tâm căn nhà này thì cứ điện thoại cho em nha. Thì em xin nhắc lại giá, ở đây địa chỉ ở đây là xã Đông Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích đất là ngang 8 và sâu 33, thì hẹp hậu là còn có là 7 mét mấy nha, 7 mét ở đuôi nha. 7 mét mấy ở đuôi và giá chủ kêu là 1 tỷ 100 triệu và còn thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Hiện trạng đất của mình là vẫn còn cây lâu năm. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn lên thổ cư thì bên em sẽ hỗ trợ nha. Và giá thổ cư ở đây tầm khoảng là 100 triệu cho em xin lỗi, tầm 100 mét vuông cho là 15 đến 20 triệu nha. Rồi, em xin kết thúc nha. Cô chú anh chị nào quan tâm căn nhà thì em có để số điện thoại trên màn hình, cứ điện thoại cho em. Em sẽ dẫn cô chú anh chị mình về xem nhà nha. Căn nhà của mình thì rất là dễ đi luôn. Đi một đường thẳng, mình quẹo qua một hai cái cua quẹo là tới nhà mình liền. Thì từ đường ấp dầu mình vô là khoảng là 80 mét là tới nhà mình rồi. Thì video của em đã đây hết rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em. Và nhớ cho em xin một lượt đăng ký nha cô chú anh chị. Để em có động lực em ra nhiều video mới cho cô chú anh chị mỗi ngày luôn. Giá có là 1 tỷ 100 triệu ha. Rồi, em xin kết thúc.